tập luyện và là cầu thủ trẻ của thầy Công thì đấy nó là cái đà sau này. Mình lúc nào trong tâm trí bọn em cũng luôn cố gắng ra sân là mình cứ hết mình vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ. Đấy là ăn vào những cái bản chất rồi, tập trẻ từ hồi xưa rồi, đã được học, rèn luyện rồi. Bất kể bọn em đi câu lạc bộ nào, bọn em cũng mang cái tinh thần đấy. Đầu trận cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, cầu thủ này luôn để lại những ấn tượng đặc biệt trên sân. Không phải ai cũng giữ được sự tập trung, cũng giữ được tinh thần máu lửa đến vậy, dù đã bước sang tuổi 33. Chất lửa đó được anh lý giải đầy tự hào, bởi tính cách cũng như môi trường được rèn luyện từ hồi nhỏ, môi trường quân đội từ đội trẻ thể công. Cái kỷ niệm đầu tiên đối với bản thân em là khi hồi em còn rất là nhỏ, khi mà em 12 tuổi thì được bố dẫn đến câu lạc bộ, đến sân cột cờ. Nhưng mà khi đấy là em cũng mới chỉ được thử thôi, chứ chưa được chính thức để nhận vào thể công. Thì, khi mà em 15 tuổi thì em mới bắt đầu quay trở lại. Và khi đấy thì em mới được tuyển chính thức là một cầu thủ trẻ, được ăn tập ở thể công. Ngay từ khi còn trẻ, dù tài năng không phải quá vượt trội, song Quốc Long đã khiến người ta phải chú ý bởi tinh thần thi đấu lan xả, quyết liệt. Cho dù anh lại lấy cảm hứng chơi bóng từ một nghệ sĩ sân cỏ. Vào bóng đá thì là em đá ở vị trí tiền đạo với cả tiền vệ biên, chứ không phải là hậu vệ như bây giờ. Nên là cái khi mà cái thời bé thì xem chú Hồng Sơn thi đấu thì đấy là cái niềm cảm hứng rất là lớn. Có một điều khá đặc biệt, con đường bóng đá của Quốc Long tương đồng gần như hoàn toàn với người bạn thân lâu năm cũng ở Sài Gòn FC hiện tại, Nguyễn Ngọc Duy, từ thời điểm đến nơi dừng chân. Cả hai đều xuất thân từ lò đào tạo trẻ thể công, cùng đạt được những danh hiệu với Hà Nội T&T trước kia và cùng chuyển sang Sài Gòn FC khi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tập cùng nhau, đi đội bóng nào cũng luôn có nhau, như hình với bóng. Chỉ khác một điều, Quốc Long thi đấu ở vị trí khác Duy, cũng không được đôn lên đội 1 sớm như người đồng đội của mình. Xuất phát điểm từ thể công lại được tập huấn ở cả Bulgaria và Đức, đối với Quốc Long là những nền móng cực kỳ quan trọng giúp anh có thể khẳng định được mình ở sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Bản thân bây giờ là một cầu thủ chuyên nghiệp rồi, có những cái trải nghiệm nhiều trận đấu rồi, thì những cái thời gian mà bọn em được tập huấn cùng các thầy nước ngoài ở bên kia đã cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm và mình phát triển nhiều hơn từ những cái lối chơi cũng như là cái phong cách. Mình học hỏi được rất nhiều từ những lần đi tập huấn như thế. Cái thời điểm mà ở Bun ấy thì là đấy là cái thời điểm mà em nghĩ là nó trải nghiệm, mình ít có những cái trải nghiệm những cái trận đấu mà thực sự tốt. Thì nhưng mà sau bù lại đấy thì sau về quãng thời gian ở Bulgaria thì chuyển sang đến Đức thì mình lại có nhiều cái trận đấu hơn và mình tiếp xúc với những cầu thủ tốt hơn, thì lúc đấy là bọn em cảm thấy là bọn em phát triển nhiều hơn. Ở bên Đức thì bọn em được tập huấn ở trong một cái trung tâm nằm trong rừng, là nó riêng biệt với cả bên ngoài, nên là cái lúc đấy là bọn em chỉ biết ăn và tập thôi. Còn cái khoảng thời gian giải trí thì thường là mình đạp xe đạp đi xung quanh rừng thôi. Thực sự là cái quãng thời gian đấy là quãng thời gian tuổi trẻ rất là đáng nhớ. Giành được tới 2 chức vô địch V-League, 4 lần á quân trong 6 mùa giải chơi cho Hà Nội T&T, nay là Hà Nội FC. Nhưng với Quốc Long, sự nghiệp sẽ vẹn toàn hơn nếu có thêm thời gian cống hiến cho thể công, đội bóng mà anh ăn tập từ nhỏ. Dẫu sao, quãng thời gian ngắn ngủi thi đấu cho đội 1 thể công từ năm 2007 đến 2009 cũng đã là một ký ức thiêng liêng. Biết tin chuyển giao như thế thực sự bọn em rất là buồn, vì từ khi trẻ mình có cái ước muốn, sau khi mình trưởng thành mình có những cái cống hiến
cho thể công. Và ngay bản thân bọn em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ xa rời cái môi trường bóng đá thể công cả. Lúc đấy anh em là cũng rất là quyết tâm, nhưng mà do những cái mà lý do khách quan của lãnh đạo thì thực sự là mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Thời điểm bọn em được lên đội 1 thì ra cũng là đặt rất là nhiều kỳ vọng, nhưng mà cái thời gian để cho bọn em hòa nhập với cái môi trường chuyên nghiệp nó không dài. Sau 2 năm thì đội bóng đã chuyển giao và giải thể. Thì thực sự là bọn em không có nhiều thời gian để mình tiếp xúc với cả cái môi trường bóng đá lúc bấy giờ, nên là mình không có những cái thành công nhất định trong cái thời điểm như thế. Lên công, về thủ không biết mệt mỏi, Quốc Long trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy ở những đội bóng mình đầu quân. Sở hữu độ quái, lại thêm khí thế hưng hực, chẳng biết run sợ trước bất cứ tiền đạo đối phương nào. Cầu thủ sinh năm 1988, vì thế được ví như một chiến binh. Dù rằng có nhiều thời điểm, việc sung quá mức, sự thiếu kiềm chế khiến anh phải trả những cái giá không nhỏ trong sự nghiệp. Duy với Long cứ vào đây là bạn cứ chiến hết mình, như nào thì anh em mình lúc nào cũng chiến đấu. Ấn tượng của tôi với Nguyễn Quốc Long là một như một chiến binh, thi đấu, tập luyện, động viên anh em người. Nhiều người ta sẽ có thể người ta nhìn anh trong sân, người ta có thể nhìn anh lúc nào cũng giữ, nhưng mà ngoài đời rất là tình cảm, nhưng mà trong thi đấu thì anh ta luôn thể hiện mà cống hiến khát khao hết để cho các em rồi các bạn nhìn vào. Cá nhân Long thì từ bé rồi, tính cách ở ngoài đời như nào thì nó trong sân nó cũng vậy. Cứ bước ra sân là luôn là người nhiệt huyết và máu lửa. Long chơi ở vị trí cũng vậy, cái sự máu lửa và nhiệt huyết lúc nào cũng cần thiết. Đến cái tuổi bây giờ rồi, cái sự chín chắn và cái kinh nghiệm thi đấu nó cũng rất là quan trọng. Thế hệ cầu thủ thể công năm 1987 giờ chỉ còn 3 người ra sân thi đấu. Khi Quốc Long và Ngọc Duy đá ở Sài Gòn FC, Quang Vinh đầu quân cho Phố Hiến. Nhìn cách Quốc Long cháy hết mình trên sân ở cái tuổi 33 mới thấy anh quả thực là một chiến binh mang dòng máu người lính, dù ở môi trường nào đi chăng nữa. Hồi xưa ở thể công khi bọn em làm cầu thủ trẻ thì được các thầy huấn luyện cũng như là chỉ bảo rất là nghiêm ngặt, từ giờ ăn, giấc ngủ cũng như là khi mà ra sân mình tập luyện, mình theo một cái phong cách của người lính, mình phải nghiêm túc, mình xa cái môi trường thể công thì mình vẫn giữ được những cái như thế để mình phát huy và phát triển cái tương lai của mình đến thời điểm bây giờ.